Xin chào tất cả các bạn. Năm 2024 là năm Giáp Thìn. Mình biết rằng rất là nhiều bố mẹ muốn sinh con trong cái năm này. Và để chọn cho con mình một cái tên hay, đẹp, ý nghĩa, hợp với phong thủy, hợp với cả bố cả mẹ là một cái điều rất là được nhiều các cái bố mẹ quan tâm. Chính vì thế hôm nay Toản Phong Thủy sẽ làm một cái video rất là chi tiết và khá là dài về cái chủ đề này, gợi ý cho bố mẹ đặt cho con mình những cái tên hay, đẹp và ý nghĩa nhất, đúng không ạ? Bởi vì mỗi đứa trẻ sinh ra đều có cái vận mệnh riêng, được chi phối bởi luật ngũ hành, có tương sinh và tương khắc. Cái tên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến số phận, tài vận của các bé. Đấy, cho nên là việc đặt tên cho con bố mẹ rất là quan tâm, nhất lại là cái năm con rồng. Đấy. Để chuẩn bị hành trang và đời tốt nhất cho con thì bố mẹ cũng nên đặt cho con những cái tên hay, ý nghĩa. Từ đó chúng ta có thể gửi gắm những thông điệp yêu thương, mong ước của bố mẹ về tương lai của con sau này. Thì sau đây mình sẽ đi vào chi tiết cái nội dung của video nhé. Và mình sẽ nói qua là tại sao phải đặt tên cho con một cái tên hay, đúng không ạ? Bởi vì thứ nhất là về cái vấn đề định danh cá nhân ấy, thì tên gọi của một người dùng để phân biệt giới tính của người đó, cũng là để phân biệt giữa người này và người kia, đúng không ạ? Tạo ra một cái danh tính riêng, tránh nhầm lẫn không đáng có trong cái giao tiếp. Thứ hai là để thể hiện cái truyền thống văn hóa của gia đình, thì bố mẹ có thể lấy tên đệm của mình để làm tên đệm cho con. Đây cũng là một cái cách thể hiện mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và trong dòng tộc, đúng không ạ? Và thứ ba là một cái tên hay ấy, thì sẽ giúp cho con tự tin trong giao tiếp. Ý nghĩa một cái tên nó sẽ vô cùng là tốt. Đấy, con sẽ cảm thấy là yêu thích và tự hào cái tên đó. Từ đó có thể là làm cho con tự tin hơn, đúng không ạ? Và cái thứ tư đấy chính là một cái tên hay thể hiện mong muốn về tương lai của con. Bởi vì mỗi bố mẹ lựa chọn cho con mình một cái tên đều hy vọng bé có tương lai tốt đẹp, có sự nghiệp thành công như ý. Và năm 2024 là năm Giáp Thìn, thì là tử vi của năm đó như nào? Thì bây giờ thì mình sẽ nói qua về tử vi của năm 2024 nhé, để cho bố mẹ nắm được có thể là đặt cho con mình một cái tên hay, đúng không ạ? Năm 2024 là năm Giáp Thìn. Đấy. Rất là hay, là năm con rồng. Thì theo lịch vạn niên là tính từ ngày dương ấy, tính từ ngày dương lịch thì năm Giáp Thìn sẽ là từ ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024 cho đến ngày 28 tháng 1 năm 2025. Đấy. Chi tiết bản mệnh thì là thiên can giáp hợp với thiên can kỷ, mệnh là mệnh hỏa, cụ thể là phú đăng hỏa, tức là lửa đèn dầu. Đấy. Rất là hay, đúng không ạ? Tương sinh với mệnh mộc và thổ và tương khắc với mệnh kim và thủy. Tam hợp thì là thân tí thìn và tứ hành xung thì là thìn tuất sửu mùi. Thì trong ngũ hành tương sinh và tương khắc thì bé trai năm 2024 mệnh hỏa thì sẽ có nhiều hoài bão và khát vọng lớn lao. Nếu mà gặp thời thuận lợi, bé trai tuổi rồng sẽ gặt hái được những cái thành công rực rỡ, sự nghiệp công danh đều thuận lợi nhé. Dù là con gái hay con trai, khi đặt tên cho bé thì bố mẹ cũng nên biết một số các cái nguyên tắc, không nên để tránh phạm những cái điều đại kỵ. Đấy. Ví dụ như là một cái tên dễ đọc, dễ nghe, dễ nhớ và ngắn gọn, thì bố mẹ đặt tên con tuân thủ theo cái luật bằng chắc, không nên chọn tên có những cái âm vần nó dễ bị xuyên tạc hoặc đọc lái đi mang cái ý nghĩa xấu, không tốt, xui xẻo, đúng không ạ? Và đặt tên con mang những cái ý nghĩa là tích cực thì giúp bé cảm thấy thú vị hơn, vui vẻ, hào hứng khi được gọi tên, không nên sử dụng họ của mẹ, đúng không ạ? Bởi vì theo quan điểm dân gian, đặt tên con cháu chỉ dùng họ của cha. Đấy, thì đây là một cái chuẩn mực
gia phong trong gia đình, hoặc cũng có thể là đặt họ của cha trước, họ của mẹ sau. Ví dụ như họ cha họ Nguyễn, họ mẹ là họ Đặng, thì có thể đặt tên con là Nguyễn Đặng đó, thì cái họ vẫn là họ Nguyễn đúng không ạ? Và lên đặt tên con theo cái hành tuổi, thì bố mẹ cần xác định được hành tuổi của con, sau đó đặt tên theo tứ trụ, ngày tháng năm sinh và giới tính để có được cái cuộc sống của con được thuận lợi và may mắn như ý. Và tiếp theo là chúng ta không nên chọn tên trùng với người lớn tuổi trong gia đình, đặc biệt là trùng với tên ông bà chú bác ruột. Đây là phạm húy bất kính đúng không ạ? Nên đặt tên con theo các cái mệnh tương sinh để thu hút được những cái may mắn và tiền tài. Tránh đặt tên trùng hợp với cái mệnh tương khắc mang lại xui xẻo nhé. Đấy, thì bố mẹ cũng nên là chú ý về cái việc đặt tên. Và cái việc đặt tên cho bé trai mang lại rất là nhiều giá trị và ý nghĩa cá nhân. Mình đã nhắc đi nhắc lại rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ đi vào cái mục thứ nhất là đặt tên con trai sinh năm 2024 theo cái bản mệnh hỏa nhé. Thì bé trai Giáp Thìn mang mệnh hỏa thì tương tương sinh với mệnh thổ và mệnh mộc đúng không ạ? Và tương khắc với mệnh kim và mệnh thủy, thì bố mẹ cũng tránh tránh ra không đặt tên những cái liên quan đến kim và thủy nhé. Thì hành mộc thì nó sẽ có những cái chữ như là chữ đông, dương, gia, cát, cao, công, bách, hiệp, kha, khả, khiêm, khôi, khương, cảnh. Bố mẹ là nhớ lấy giấy bút để ghi vào nhé, bởi vì cái video này sẽ rất là dài đấy. Và những cái chữ mà hợp với cái hành thổ nhé là cương, điền, dũng, duệ, hữu, nhân, việt, sơn, vũ, vĩ, thành, an, ân đúng không ạ? Rồi thì mình sẽ sang đến mục thứ hai là đặt tên cho con theo cái tháng sinh. Thì mỗi bé sinh vào từng tháng khác nhau sẽ có những cái đặc tính, những cái tính cách và tố chất khác nhau. Đấy, vì thế cho nên là chúng ta cũng có thể tham khảo thêm một cái phương án đặt tên cho con theo tháng sinh. Ví dụ bé sinh vào tháng 1 thường có những cái tính cách mạnh mẽ, có trí tuệ, tố chất làm lãnh đạo, thì bố mẹ tham khảo những cái tên như sau: Nhật Minh, Bảo Dũng, Văn Tiến, Quang Đăng, Toàn Thắng, Khang Vương, Bảo Long, Đình Bảo. Và bé trai sinh tháng 2 là người cá tính, biết giữ chữ tín, rất thông minh và giàu tham vọng, nhiều hoài bão, thì bố mẹ có thể tham khảo những cái tên như sau: Nhật Dũng, Quang Thái, Đức Tài, Hữu Đạt, Thái Tuệ, Bảo Hân, Hữu Thịnh, Mạnh Hùng và Bảo Duy. Bé sinh tháng 3 thì thường có một cái cuộc đời suôn sẻ, ít sóng gió, gặp nhiều may mắn. Thì bố mẹ hãy tham khảo những cái tên sau đây: Trung Kiên, Tuệ An, Thanh Tùng, Thế Vinh, Hoàng Dũng, Việt Toàn, Thái Sơn, Gia Đức, Thái Kiên, Ngọc Cường. Bé trai sinh tháng 4 thì có tư chất rất thông minh, tính cách vô cùng là sôi nổi và khá hài hước. Những cái tên hợp với bé như sau: Thái Sơn, Nhật Vinh, Chí Thiện, Cao Chí, Ngọc Lâm, Việt Hùng, Minh Phát, Tùng Lâm, Ngọc Sáng, Hoàng Bách. Bé trai sinh tháng 5 thì thường sống tình cảm hay giúp đỡ mọi người, là người có tài có đức. Ví dụ như những cái tên hay của bé tháng 5 là Kiên Quốc, Nhật Cường, Bình Nguyên, Công Vinh, Hồng Lập, Thái Sơn, Việt Đình, Bình Nguyên và Công Vinh. Bé trai tháng 6 có tính cách phóng khoáng, cởi mở, thích khám phá những điều mới mẻ. Ví dụ như Gia Trung, Tuấn Tú, Đăng Khôi, Nghĩa Nam, Huỳnh Anh, Đăng Vương, Nghĩa Hưng, Quốc Việt. Bé trai tháng 7 thường rất tự tin và bản lĩnh, thì bố mẹ có thể tham khảo đặt cho con những cái tên nó mạnh. Ví dụ Hưng Thịnh, Gia Khang, Bảo Luân,
Văn Khánh, Thiên Phú, Hồng Thuận, Thanh Luân, Hữu Kiệt và Thanh Thuận. Bé trai sinh tháng 8 là chàng trai mạnh mẽ, can đảm, có vận mệnh tốt. Ví dụ như những cái tên hay là Bảo Khang này, Minh Luân, Việt Dũng, Thanh Toàn, Mạnh Dũng, Nhật Phúc, An Phong, Dương Thái và An Khang, hoặc là cái tên Minh Luân. Bé trai tháng 9 khá là trung thực, thẳng thắn, khôn khéo trong mọi việc. Tâm Việt này, Khôi Nguyên này, Anh Tài, Quang Dũng, Trung Thành, Cương Quyết, Huy Vũ. Và bé trai tháng 10 sống có ý chí, nghị lực, giỏi giang, tiền đồ khá là rộng mở. Bố mẹ có thể tham khảo những tên như Vĩnh Cường, Hữu Thịnh, Hoàng Dũng, Minh Bảo, Hải Việt, Tuấn Lực, Việt Lĩnh, Anh Chí, Chí Nam. Bé trai tháng 11 sống cá tính mạnh mẽ, Minh Thắng, Tuấn Vũ, Anh Bằng, Huy Hoàng, Việt Cường, Chí Dũng.